Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực kinh tế đời sống. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2023, quy mô nền kinh tế Việt Nam theo GDP ước đạt trên 10.222.000 tỷ đồng, tương đương 430 tỷ đô la Mỹ. GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng trên một người, tương đương gần 4.300 đô la Mỹ, tăng 160 đô la Mỹ so với năm 2022. Con số này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ so với mức khoảng 100 đô la Mỹ trên một người khi Việt Nam bắt đầu mở cửa nền kinh tế vào năm 1988 và hơn 1.000 đô la Mỹ trên một người khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2007. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế, Việt Nam có thể vượt Indonesia về GDP bình quân đầu người vào năm 2026 với mức 6.140 đô la Mỹ trên một người. Điều này sẽ đưa Việt Nam lên vị trí thứ tư trong nhóm ASEAN 6 sau Singapore, Malaysia và Thái Lan. Rõ ràng để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao, đồng thời cải thiện các yếu tố kinh tế khác như đầu tư công và tư, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.